Dạ, Phi Hải Vlog xin được trân trọng kính chào quý vị khán giả, quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Xin kính chúc cho tất cả quý vị luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Mong là quý vị khi mà có xem video hãy ủng hộ cho kênh một lượt like, lượt đăng ký và để lại bình luận ở bên dưới. Hãy cảm ơn tất cả quý vị. Dạ thì hôm nay 30 tháng 11 2023, mở đầu cho thông tin ngày hôm nay, hãy cũng có thấy được trong Hồ Văn Cường Fanclub đó quý vị. Một cái hình ảnh được sử dụng giống như bằng AI hay gì đó quý vị, mà quý vị khán giả chúng ta cũng đang xem, nhìn thấy có quen không quý vị? Và kèm theo đó là cái bài viết như thế này: cả nhà có nhận ra ai không, hi hi, có chị kia gửi cho em cũng thấy giống giống cái cục thương của cả nhà, thấy nhớ bạn nhỏ rồi, cả nhà có nhớ bạn ấy thì 17 tháng 12 đi gặp bạn ấy nhé. Đây là cái hình được sử dụng giống như là công nghệ AI gì đó quý vị, một trong những cái công nghệ hiện nay mà rất là nhiều các trang mạng xã hội cũng đang sử dụng đó quý vị. Càng ngày thì càng có những cái bước tiến mới hết quý vị, nhưng mà cái bước tiến mới AI này nó cũng có nhiều cái hệ lụy trong đó nữa hết quý vị, vì người ta rất là dễ tạo ra được cái khuôn mặt AI nhân tạo ghép vào những cái đoạn video đó quý vị. Dạ thì vì khán giả VFC chia sẻ cái hình ảnh và cái bài viết này cũng như là muốn nhắc cho tất cả khán giả chúng ta nhớ là có cái hẹn gần nhất là ngày 17 tháng 12 ở phòng trà Bến Thành, sự kiện của ca sĩ trẻ Hồ Văn Cường với chủ đề là Hương Tóc Mạ Non. Nên tất cả khán giả của mình, ai mà chưa mua vé thì bây giờ liên hệ để đặt cho mình một cái chiếc vé thật là sớm ha quý vị, để chúng ta gặp cậu nhỏ khi mà một khoảng thời gian xa chúng ta chưa gặp nhớ rồi đó quý vị. Và song song với những cái chương trình, những cái sự kiện của ca sĩ trẻ Hồ Văn Cường thì chúng ta cũng luôn luôn nhìn thấy những cái phần quà yêu thương, những bó hoa tiền, những phần quà giá trị đó mà khán giả, người hâm mộ trong nước cũng như là ngoài nước luôn chuẩn bị sẵn sàng để mà dành tặng cho Cường đó quý vị. Trên Hồ Văn Cường xanh độc chuối của miền Bắc thì vị admin cũng vừa chia sẻ hôm qua như thế này: chúng ta có cái hẹn 17 tháng 12 ở Sài Gòn và 1 tháng 1 2024 ở Đà Lạt phải không ạ? Và cô Helen của cháu Cường cũng đã chuẩn bị các món quà cực kỳ ý nghĩa, mang tính động viên lớn, chúc cho hai show diễn được thành công. Cả nhà thân yêu, mình hồi hẹn nhé, nhớ cả nhà và bé Cường thật rồi. Thì trên hình ảnh tất cả khán giả chúng ta cũng đang xem với cái bó hoa đầu tiên của cô Helen dành tặng cho Cường, 3 tờ đô la Mỹ quý vị, mỗi tờ mệnh giá là 100. Và ở đây là cái sự kiện mà cô gửi tặng ngày 1 tháng 1 khai xuân 2024 với những cái cánh hoa màu đỏ phối màu trắng ha quý vị. Và show ngày 17 tháng 12 ở thành phố Hồ Chí Minh thì cô cũng dành tặng cho Cường là 3 tờ đô la, mỗi tờ là 100 đô, kèm theo đó là những cái bó hoa màu hồng ha quý vị. Cô Helen USA tặng con Hồ Văn Cường show 17 tháng 12. Không những vậy mà cô còn dành tặng cho ca sĩ khách mời trong chương trình, đó là ca sĩ Phương Ý, cũng là những cái cánh hoa màu hồng hết quý vị, và những cái tờ tiền mệnh giá 500. Đó là tình cảm của khán giả, của người hâm mộ trong nước cũng như là ngoài nước gửi tặng những cái phần quà ủng hộ tinh thần cho Cường trong hai cái sự kiện và kể cả ca sĩ khách mời trong chương trình cùng đồng hành với Cường hết quý vị. Cho nên khán giả mình cũng nhanh tay tranh thủ đặt vé để đến đó đồng hành, trở thành một nhân tố trong FC màu áo xanh đọt chuối ha quý vị. Dạ thì tiếp theo hãy cũng sẽ cập nhật về cái MV Người ơi đừng bỏ quê cho khán giả chúng ta cũng được biết luôn. Thì hiện tại MV Người ơi đừng bỏ quê có hơn 2.068.000 lượt xem và đang nằm trong top 21 của danh mục âm nhạc thịnh hành. Và chúng ta thấy là tụt top cũng rất là nhanh ha quý vị. Lượt view thì lại lên cũng rất là chậm cho nên không có nhanh quý vị. Thì tối ngày hôm qua khán giả của mình có ai để ý nhìn thấy trong cái MV Cường vừa đăng tải tiếp tục một cái bình luận ghim nha quý vị. Quý vị nhìn lên màn hình quý vị sẽ thấy: cả nhà có ngủ chưa ạ? Con Cường chúc cả nhà buổi tối thật vui vẻ, có giấc ngủ thật ngon và đừng quên nghe con hát trước khi ngủ nha. Một cái lời chúc cho cả nhà ngủ ngon hết quý vị, và cũng không quên mong là khán giả sẽ tiếp tục nghe nhạc của con trước khi ngủ. Chúng ta thấy cái bình luận như thế này, cái câu thính như thế này thì mong là khán giả của mình hãy cùng nhau tập trung lại nha quý vị, đẩy cái lượt view lên cho nó nhanh nhất có thể hết quý vị. Tại vì lượt view hiện tại bây giờ hãy cảm thấy là hầu như là nó đứng hẳn rồi đó quý vị. Tại vì hôm trước còn 2.054.000 mà hôm nay 68.000 thì chỉ lên khoảng chừng có mười mấy ngàn view mà trong cả ngày trời rồi đó quý vị. Hôm nay chúng ta nhìn thấy được cái bình luận của Cường, cái chia sẻ chúc khán giả ngủ ngon và đừng quên nghe nhạc, thì mong là tất cả khán giả FC trong ngoài nước đó quý vị, chúng ta cùng tập trung như là thuở mới ban đầu khi MV công chiếu ra,
hãy cùng nhau sạc từ khóa, hãy cùng nhau chia sẻ nữa và hãy cùng nhau cài view trên tất cả những cái thiết bị nữa ha quý vị, để chúng ta ủng hộ cho cái sản phẩm, cái MV đầu tay của Cường cán cái con số triệu view cao nhất có thể. Bây giờ chúng ta đặt cái dấu mục tiêu là 3 triệu view đến ngày 17 tháng 12 ha quý vị. Mong là khán giả mình sẽ cùng chung tay một lần nữa thật là mạnh nha quý vị, để giúp cho MV này cán mốc 3 triệu view trong cái sự kiện 17 tháng 12 sắp tới. Hôm nay thì Hải cũng muốn chia sẻ cho khán giả tiếp tục một cái bài báo trên tạp chí điện tử của báo Sao Ta. Họ cũng có chia sẻ về một cái bài viết với một cái tựa đề, đó là Hồ Văn Cường rưng rưng muốn khóc khi nghe khán giả nhắc đến mẹ ruột trên sân khấu. Thì Hải cũng đoán biết được cái bài báo này là tác giả đang chia sẻ về cái hình ảnh, một cái đoạn video được chia sẻ trong FC đó quý vị. Một khán giả, một cái người chú lên tặng một cái phần quà cho Cường và có chia sẻ, thì chúng ta cũng nhìn thấy lúc đó Cường chớp mắt liên tục đó quý vị, đôi mắt sắp sửa ngắn lại nhưng mà trước khán giả đang trình diễn, cho nên Cường cũng cố kìm nén lại có thể đó quý vị. Bây giờ hãy đọc cho tất cả khán giả chúng ta cùng nghe qua cái bài viết này. Mới đây, trang fanpage FC của Hồ Văn Cường đã đăng tải đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh của nam ca sĩ trong một đêm nhạc cách đây không lâu. Theo đó thì bên cạnh tiết mục biểu diễn mà Hồ Văn Cường mang đến, khoảnh khắc một nam khán giả lên sân khấu để giao lưu cùng nam ca sĩ trẻ nhận được nhiều sự quan tâm. Cụ thể, vị khán giả này đã tiến lên vị trí của Hồ Văn Cường trên sân khấu để lì xì cho nam ca sĩ, tiếp thêm động lực để Hồ Văn Cường cống hiến nhiều hơn cho âm nhạc. Đáng chú ý, trước khi gửi tặng món quà này đến tay Hồ Văn Cường thì nam khán giả đã có những chia sẻ. Con hát bài này thì con phải nhớ mẹ và thương mẹ con nhiều hơn. Vì có mẹ, có ba mới có con ngày hôm nay. Ngày hôm nay con có được thành công như vậy là công ơn ba mẹ rất nhiều. Vị khán giả này chia sẻ những từ rất là cảm xúc đó quý vị, mà khi nghe đến đây nó chạm đến trái tim, cái cảm xúc của Cường, cho nên chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh mà Cường nheo mắt liên tục đó quý vị, để cố ngăn không cho cái dòng lệ tuôn đó quý vị. Chưa hết, nam khán giả này còn cho biết lý do khiến cộng đồng FC Xanh Đọt Chuối vô cùng dành nhiều cái tình cảm cho Hồ Văn Cường, đó chính là vì nam ca sĩ trẻ rất thương mẹ của mình. Câu nói của vị khán giả trên sân khấu đã nhận được vô số tràng pháo tay từ FC Xanh Đọt Chuối. Hồ Văn Cường cũng không giấu được cảm xúc sự rung động rưng rưng, nhưng mà cố kìm nén không thể bật khóc trên sân khấu, bởi có lẽ những chia sẻ của nam khán giả đã chạm đến trái tim của Hồ Văn Cường. Đúng như những gì mà Hải cũng như nhiều khán giả nhìn thấy không quý vị, khi mà nhắc đến mẹ thì hầu như tất cả khán giả đều thấy Cường có một cảm xúc rất là mạnh. Mà nếu như khán giả nào mà có xem cái đoạn video ngắn đó thì chúng ta cũng đều nhìn thấy không quý vị, Cường cố nheo mắt liên tục để cố kìm nén cái dòng lệ của mình. Thời gian qua thì Hồ Văn Cường đã tích cực trở lại với âm nhạc bằng những đêm nhạc riêng. Sau một thời gian tập trung cho việc học, kể từ ngày trở lại, Hồ Văn Cường được nhận xét có những bước tiến bộ về giọng hát lẫn khả năng trình diễn của mình. Mình đọc tới đây thôi ha quý vị, thì chúng ta cùng tóm tắt lại cái nội dung trong cái tạp chí của bài báo Sao Ta họ chia sẻ. Đó chính là cái hình ảnh mà khi khán giả lên tặng quà cho nam ca sĩ trẻ Hồ Văn Cường, cũng có chia sẻ những dòng cảm xúc. Tất cả khán giả yêu mến Cường bởi vì Cường rất yêu quý, rất hiếu thảo với cha mẹ đó quý vị. Nếu mà nghĩ về cái nghĩa bóng trong bài viết thì chúng ta cũng nhìn thấy, tức là Cường sống rất là giàu tình cảm và cảm xúc đó quý vị, sống nghiêng về cảm xúc nhiều hơn. Cho nên khi mà nhắc đến những cái từ thiêng liêng về cha mẹ thì chúng ta nhìn thấy Cường rất là cảm xúc và rưng rưng lay động liền đó quý vị. Cũng rất là ít khi chúng ta nhìn thấy được những khán giả nam đứng trên sân khấu ha quý vị. Đây cũng là một trong những cái làng cũng phải nói là rất là hiếm hoi ha quý vị. Dạ thì bây giờ nếu mà nhớ thì khán giả mình chuẩn bị vé cho show 17 tháng 12, show 1 tháng 1. Còn trong thời gian chờ đợi thì chúng ta ủng hộ và cài view như là cái lời mà Cường vừa bình luận tối đêm qua nha quý vị. Cả nhà nghe nhạc của con trước khi ngủ nha quý vị, để mà ủng hộ cho cái MV của Cường. Hãy cũng rất là cảm ơn tất cả quý khán giả và cô chú anh chị đã dành thời gian để xem video. Một lần nữa kính chúc cho tất cả quý vị luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Nếu như tất cả khán giả của mình có nhu cầu sử dụng nước cốt nhàu và cốm nhàu thì vui lòng ủng hộ giúp cho Hải qua số điện thoại trên màn hình. Hãy xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Cho phép hãy dừng video tại đây. Chào tạm biệt cả nhà và hẹn cả nhà ở một cái video sau ạ.